công ty sản xuất túi lưới xin kính chào quý khách hàng. Là công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm túi lưới như túi lưới đựng trái cây, túi lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới chăn nuôi, lưới bông tắm. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn nhất, chiết khấu cao cho những khách hàng mua thường xuyên và các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Tỏi là một loại nguyên liệu được sử dụng rất phổ biến trong gian bếp của mỗi nhà. Tỏi không những giúp làm gia tăng hương vị cho món ăn mà còn có nhiều tác dụng trong việc phòng trị một số bệnh hiệu quả. Tỏi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cùng các vitamin. Do đó, công ty đã sản xuất ra dòng túi lưới nhựa đựng tỏi để bảo quản mà không làm mất đi giá trị dinh dưỡng của tỏi. Túi lưới nhựa đựng tỏi màu vàng được làm từ nhựa nguyên sinh PE, có độ bền cao, dù sử dụng ở nhiều môi trường khác nhau, đảm bảo an toàn để đựng các loại nông sản, rau củ. Sản phẩm túi lưới nhựa được thiết kế thông minh, một đầu được hàn nhiệt rất chắc chắn, kết hợp với móc khóa có nhiều lớp, nhỏ gọn nhưng rất khỏe và dai. Túi đã được khóa chốt trở thành quai sách, treo đồ rất tiện lợi. Túi lưới có độ mềm dai, chịu được sức căng cao, không bị bục rách trong quá trình sử dụng. Túi được công ty sản xuất với các màu sắc phổ thông như xanh, vàng, đỏ, trắng. Ngoài ra, công ty còn sản xuất thêm đa dạng màu sắc cùng các kích thước khác nhau phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Việc sử dụng túi lưới màu vàng đựng tỏi rất dễ, chỉ cần chọn kích thước túi phù hợp với số lượng tỏi cần đựng, sau đó mở miệng túi cho tỏi vào bên trong, rồi dùng móc khóa cố định miệng túi theo đường zig zag chắc chắn để tỏi không bị rơi ra bên ngoài. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như tham khảo thêm các sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hiện trên màn hình hoặc liên hệ tới số hotline của công ty để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.